Kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin dự báo mưa lớn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay tỉnh Lai Châu đã có mưa rào rải rác, một số nơi mưa vừa. Lượng mưa tính từ sau 19 giờ ngày 1 tháng 7 đến 15 giờ ngày 2 tháng 7 phổ biến là dưới 20 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sìn Hồ 41 mm, Tà Phìn 39 mm. Dự báo từ đêm nay đến ngày 4 tháng 7, tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ hôm nay đến ngày 5 tháng 7, tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác với tổng lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 40 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp độ 1. Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Đêm nay và ngày mai, trên các khu vực của tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông rải rác. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 28 độ, vùng núi cao từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Cụ thể, thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Huyện Sìn Hồ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.